Hello anh em. Bữa nay mình bắt tôm càng cái vuông nhà của ông anh em à, anh em à. Em về Kiên Giang thì em ở nhà ổng. Ổng là anh rể. Đây nè, ổng hai vuông. Vuông này. Vuông bên đây. Là hai. Hai bên hai vuông mình bắt 2 ngày anh em ơi. Bữa nay mình bắt vuông này. Còn bên đây là ngày mai. Leo lên vượt cạn. Bên đây còn lõm này nữa thôi à. Quơ lỡ này còn tươi nè, còn sống nè. Thank you.
hốt 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 dở đâu dở đâu. Quá phê, quá phê anh em ơi, dữ dội luôn à. Dài luôn anh em.
hả? Bữa nay uống cọp quá. Uống cọp không? Uống cọp cho tay chân rồi nó quơ chơi hả? Luôn anh em ơi. Chính thế bà gì? Nó nổi cơm mà chấm nó dài quá mà tôi bắt chứ. Đây nổi lửa, trong cũng nổi lửa rồi kìa. Nổi sáng giờ đó. Trong cũng nổi lửa rồi đó. Bánh chưa? chưa đâu mấy con trước á, mấy con trước chứ. Để nãy anh bỏ vô nhiều lắm mà chú này bỏ vô trước nhiều lắm ở lớp dưới. Vô nhà cái hết ngon rồi hả? Đúng rồi. Nó phát lửa không chứ nó được để cho. Đi anh em ơi, kêu từ từ quất. Rồi nó còn cái đùi gọ trong rồi đó. Nhóc tức coi nha. Nó được. Ơi. Ăn này để anh lót. Không tính được rồi. Trời ơi. Thank you.
Trời ơi, con hả? Con mới lọc. Ngon. Đã. Trong này anh em chơi sòng nữa anh em ơi. Ngon ta. Hết thùng luôn hả? Tham gia chứ. Trời ơi con cá. Vô. Vô mẹ ơi. Vô nè. Bên này em có đánh trên trời. Mấy bên nãy nhiều ha. Nó dồn. Trời con cá gì để nguyên không ăn hết trơn vậy? Vô anh em ơi, vô ly. Nó có tấm tấm mấy rồi, dính đó đó, hốt đảo luôn rồi. Mỏng nó bằng đâu mà điện kia bằng mai nữa. Quá đã. Cả 500. Vô đây rồi, Con đem hết thôi nha. Thì nướng đi bỏ gì liếc trời. Vậy được nhiều hả? Thôi thấy giống giống liếc vậy. Thôi mày ha. Ngồi mày kìa đi đó. Kẻ lon kẻ lỡ vàng đây. Được không? Được ha. Không được đâu. Thấy nó kỳ lắm rồi đó. Vậy chính là chứ bộ. Uống lại cái nữa đi chứ uống cái gì vậy? Đồ trên la chứ bỏ gì mà nó uống cái này à, quất tới đây uống vô đây thôi. Nhận cái nữa mới được. Hả? Nhận quen rồi, mượn cái dao nè. Gì? Chỗ đây. Đi uống chứ. Chào. Chào mồi sẵn. Cái vậy? Ồ mà ba cái chúa cao có ông khá mới trồng nên mà nó tốt lắm trời. Trà trà ngon à hen. Cái này hơn là tuyệt vời. Hơn tuyệt vời. Trồng nãy giờ trong nhà chăm thủ dữ lắm rồi đó. Bụi đó 2 năm rồi ông ơi. Bụi đó có bắp rồi mướn như tôi cũng vậy đó. Đưa đi mày. Đưa chú. Đúng hả? Vô. Mày có chưa hết. Chưa hết con lấy. Nè, ừ. Chú con lục bí hại tính nó ra bắt cặp à. Mua con tiền được có bao ký lắm. Bự bự. 8 ký rồi. Cái nó ra nó dở coi sao. Con dây cái dây cái gọng chết tận cùng. Vui anh em ha. Anh em ở đây vậy không á, anh em về mùa này chơi vậy không, vui lắm. Ngày mai mình còn cái vuông nữa anh em, bye bye anh em ha, hẹn ngày mai gặp lại.